Xin chào quý vị và các bạn. Tại các tỉnh miền Bắc, vào ngày mai do ảnh hưởng của đới gió đông nam giàu ẩm, các tỉnh thuộc vùng ven biển và đồng bằng của khu vực bao gồm cả thủ đô Hà Nội sẽ nhiều mây, có mưa rào và dông, cùng với nền nhiệt độ trưa chiều vì thế sẽ giảm, trời không có nắng và âm u cả ngày. Riêng với khu vực Tây Bắc thì một số nơi vẫn có nắng với nhiệt độ có thể ở mức là 30 cho đến 31 độ. Sau đó, đáng lưu ý là từ ngày thứ ba đầu tuần, khu vực sẽ chịu ảnh hưởng của một đợt gió mùa đông bắc mới. Toàn vùng nhiều mây, có mưa rông, gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2, cấp 3, vùng ven biển đạt mức cấp 3, cấp 4. Từ đêm thì trời sẽ chuyển rét trên toàn khu vực với nhiệt độ thấp nhất giảm xuống từ 15 đến 18 độ. Vùng núi thì còn giảm xuống dưới ngưỡng nhiệt là 15 độ. Theo nhận định thì đợt gió mùa đông bắc lần tới sẽ có nhiệt độ giảm xuống sâu hơn, thời tiết sẽ có nhiều chuyển biến. Quý vị và các bạn nên lưu ý và sắp xếp cuộc sống sinh hoạt cho phù hợp. Thưa quý vị, với các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ thì mưa rào và dông sẽ tăng dần trong những ngày tới, đặc biệt là sau ngày 9 tháng 11 khi mà đới gió đông bắc hoạt động mạnh kết hợp với địa hình tại đây thì gây mưa, có nơi có lượng mưa vừa đến mưa to nên nhiệt độ giảm, trời lạnh tại các tỉnh phía Bắc của khu vực. Trong khi đó thì với các tỉnh từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận thì mưa cũng đã giảm nhanh trong ngày hôm nay. Dự báo trong 2 ngày tới thì toàn vùng có mây thay đổi, có nắng gián đoạn trong ngày với nhiệt độ phổ biến là từ 29 đến 31 độ và mưa dông cũng chỉ xuất hiện ở một vài nơi trong thời điểm tối muộn đến đêm. Từ ngày 9, với ảnh hưởng khuếch tán của khối không khí lạnh phía Bắc thì khu vực sẽ nhiều mây hơn. Phía Bắc các tỉnh từ Bình Định trở vào cho đến Phú Yên thì khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại, nên nhiệt vì thế cũng có xu hướng giảm nhẹ dần. Ở tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong 3 ngày tới do chịu sự chi phối của trường gió đông đến đông bắc hoạt động yếu, nên tại đây thì phổ biến có mưa rào ở một vài nơi. Ban ngày là trạng thái thời tiết có nắng gián đoạn cùng với nhiệt độ tăng lên, dao động từ 28 đến 31 độ tại Tây Nguyên và từ 30 đến 33 độ tại các tỉnh thành miền Nam. Xin được chuyển sang với những thông tin thời tiết trên biển. Từ ngày và đêm ngày 8 tháng 11, ở tại khu vực Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Ở tại khu vực giữa và Nam Biển Đông, trong đó có quần đảo Trường Sa, phổ biến có gió thổi với cường độ trung bình đến yếu và không gây trở ngại cho hoạt động hàng hải trong 2 ngày sắp tới. Từ chiều tối và đêm ngày 9 thì phía bắc của khu vực giữa Biển Đông, gió đông bắc hoạt động mạnh dần ở vào mức cấp 5, cấp 6 nên tàu thuyền cũng cần hết sức lưu ý. Như vậy, kể từ ngày 8 thì do ảnh hưởng của một đợt gió mùa đông bắc, Bắc Bộ chuyển nhiều mây, có mưa rào và dông nên nhiệt độ giảm. Từ ngày 9 trời sẽ chuyển rét. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa dông rải rác trở lại trong ngày 8, ngày 9, có nơi có mưa vừa đến mưa to. Còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì có mưa rào rải rác ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ, trưa chiều có nắng gián đoạn. Đến đây, bản tin thời tiết cuối ngày 6 tháng 11 của chúng tôi xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một đêm ngon giấc.